Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã tới tham dự chương trình trạng nhí tiếng Anh Victoria năm học 2018-2019. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, bổ ích, giúp cho các em học sinh tham gia đề án tiếng Anh Victoria có cơ hội giao lưu, học hỏi, khuyến khích các em tự tin thể hiện bản thân, khẳng định chất lượng và tính phù hợp của đề án đối với học sinh tiểu học, khẳng định tính thực tiễn và khả năng vận dụng của học sinh sau khi học đề án. Trạng nhí tiếng Anh Victoria đã chính thức khởi động từ năm 2012 và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, được các em học sinh và các thầy cô giáo, các nhà trường đón đợi hàng năm. Đến hẹn lại lên, hôm nay được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria, phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, tổ chức chương trình trạng nhí tiếng Anh Victoria năm học 2018-2019 cho các em học sinh tại trường tiểu học trên địa bàn huyện Tiên Du. Về tham dự chương trình trạng nhí tiếng Anh Victoria năm học 2018-2019 ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và chào mừng. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Hải, chuyên viên tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, xin trân trọng giới thiệu và chào mừng cô Trần Thị Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng cô Trần Thị Lan, Phó phòng phụ trách mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng cô Ngô Thị Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du. Về dự chương trình giao lưu ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria, xin trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Hoàng Hải Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty, là đơn vị triển khai giảng dạy tiếng Anh theo đề án tiếng Anh Victoria, đồng thời là đơn vị phối hợp tổ chức chương trình giao lưu ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Hà Anh Tuấn, Giám đốc đại diện khu vực Bắc Ninh. Về dự chương trình giao lưu còn có các thầy cô giáo trong ban giám hiệu các nhà trường tiểu học, các giáo viên tiếng Anh cùng các bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Tiên Du và đại diện của đài truyền hình tỉnh Bắc Ninh. Và đặc biệt là những em học sinh xuất sắc nhất đại diện cho khối 2 đến tham dự chương trình giao lưu ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Trần Thị Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời cô. Đồng chí Nguyễn Thị Hải, chuyên viên phòng tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa đồng chí Hoàng Hải Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Trước tiên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phòng giáo dục, thay mặt ban tổ chức, xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và 135 em học sinh xuất sắc đã tham dự chương trình giao lưu trạng nhí tiếng Anh. Xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc chương trình giao lưu của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị,
tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia, vùng lãnh thổ khối EU và được sử dụng bởi hơn 1 tỷ trang web trên toàn thế giới. Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong hầu hết các tài liệu văn hóa, chính trị, văn học trên thế giới. Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế hội nhập và truyền thông kỹ thuật số, quyền năng của tiếng Anh là rất lớn, có thể làm thay đổi sự nghiệp và tương lai của mỗi người. Nếu thực sự muốn tự tin khám phá nhiều điều thú vị trên thế giới, cũng như tạo dựng một tương lai tốt đẹp như mơ ước, ngoài kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tiếng Anh còn là một hành trang tối quan trọng mà các bạn trẻ cần phải trang bị cho mình. Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria là đơn vị được Phòng Giáo dục Đào tạo Tiên Du, các nhà trường tin tưởng lựa chọn để đồng hành nhằm hướng tới đạt được mục tiêu đề án ngoại ngữ quốc gia. Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo, xin ghi nhận sự hợp tác tích cực và chủ động của Victoria trong việc triển khai đề án tiếng Anh tiểu học nói chung. Xin được biểu dương những cố gắng của Victoria trong việc tích cực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và tạo ra những sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Kính thưa quý vị, trạng nhí tiếng Anh Victoria thực sự là một chương trình bổ ích, ý nghĩa và lý thú mà các nhà trường dành tặng cho toàn thể các em học sinh. Sau nhiều năm tổ chức, sân chơi đã góp phần rất lớn để các con thỏa sức thực hành vốn tiếng Anh đã được rèn luyện trong những năm học tập tại mái trường, góp phần cổ vũ, động viên, giáo viên và học sinh tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt môn học thế mạnh này, nhanh chóng cùng giáo dục cả nước đạt mục tiêu theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị chương trình trạng nhí tiếng Anh Victoria hãy thể hiện hết mình về tài năng, kiến thức hiểu biết, hãy bình tĩnh, tự tin để chiếm lĩnh đỉnh cao kiến thức, được ngồi trên vị trí vinh quang cao nhất của cuộc thi, được rung lên hồi chuông chiến thắng. Đối với ban tổ chức, các thầy giáo, cô giáo, các cổ động viên và phụ huynh học sinh hãy tích cực tham gia đồng hành cùng chương trình để cổ vũ hội thi một cách xuất sắc, sôi động nhất. Hãy để chương trình giao lưu hôm nay thực sự là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, đồng thời để lại những kỷ niệm và những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các em học sinh, các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và quý vị đại biểu khách quý. Với tinh thần ấy, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chương trình giao lưu trạng nhí tiếng Anh Victoria huyện Tiên Du năm học 2018-2019 chính thức bắt đầu. Một lần nữa, xin cảm ơn, kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc chương trình giao lưu của chúng ta thành công, rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của cô và kính thưa quý vị đại biểu, trong chương trình giao lưu ngày hôm nay, thành phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng đó chính là ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực và quyết định sự chính xác công bằng nhất cho các phần giao lưu của các bạn học sinh. Ngay sau đây tôi xin phép mời các bạn ban giám khảo cùng đứng lên ra mắt. Xin cảm ơn ban giám khảo.